Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay lại là chủ nhật, lại là cuối tuần. Ở Mỹ thì cuối tuần thì tất cả mọi người sẽ nghỉ, không có đi làm, cho nên sẽ rất là rảnh rỗi vào cái ngày cuối tuần. Cho nên là em đang có mặt ở nhà của anh Nick, thì bây giờ sẽ đi cùng anh Nick với bác Jam, với thằng cháu con bà chị ở nhà. Bây giờ sẽ dùng chiếc xe trích này, sẽ kéo cái chiếc tàu này đi xuống dưới sông. Thì mình sẽ đi câu cá. Ở Mỹ thì cá rất là nhiều, nhưng mà người Mỹ họ ít câu lắm. Ở khi họ câu giải trí cho vui thôi, chứ cũng họ không có câu nhiều để làm gì đâu, họ không có ăn đâu. Với lại họ không có thời gian á mọi người, bởi vì bên này ai cũng phải đi làm hết. Mà một giờ trung bình người ta đi làm, ví dụ như mình nói làm lao động chân tay đi ha, như là đi bán hàng hoặc là đi làm trong mấy cái xưởng hãng á, thì trung bình cái tiền lương mỗi một giờ á nó sẽ dao động khoảng chừng 18 đô cho đến 20 đô, có thể là 20 mấy đô một giờ luôn. Cho nên là cái một giờ họ làm khoảng 20 mấy đô rồi, tức là khoảng cỡ là 400 mấy 500 ngàn tiền Việt Nam gì đó là một giờ rồi. Còn lương của bác Jem với lại lương của anh Nick đây á thì nó gấp mấy lần với những cái người mà họ lao động bình thường á, là cái họ lao động chân tay bình thường. Tại vì anh Nick đây á là anh làm sếp rất là lớn ở trong một cái công ty giấy á, công ty giấy lớn lắm. Còn bác Jem thì làm ở trong một cái công ty Clearwater Paper á, nó chuyên sản xuất giấy rồi giấy ăn giấy đồ á, nhiều lắm, nhiều cái sản phẩm lắm, thì làm kỹ sư ở trong đó, cho nên là cái lương nó hơi cao. Mà cho dù là cái người lao động chân tay hay là lao động bằng cấp gì đi nữa thì cái lương một giờ cũng mười mấy đô trở lên, gần 20 đô đó. Có người còn cao hơn nữa, thì mua được rất là nhiều cá, họ bỏ ra để họ đi câu cá, thì họ đi làm họ sẽ dùng cái tiền đó để mua rất là nhiều đồ. Cho nên là thường á là họ đi câu chỉ là mục đích để giải trí thôi, chứ không phải câu là mục đích để lấy cá để ăn đâu. Nhưng mà cũng có một số người á, họ chuyên đi làm cái nghề đánh bắt cá để họ bán á. Nhưng mà họ chỉ đánh những cái loại cá mà nó bán được nhiều tiền thôi. Với lại có một số người họ nằm trong cái diện mà được phép bắt á, giống như là cái diện những người đó được phép bắt để bán. Như ở Việt Nam á, mình đi câu cá thì mình chỉ cần xách cái cần câu rồi mình ra sông, ra biển gì đó mình câu thôi. Nhưng mà ở bên này á là mình phải mua bằng, phải có bằng là mới được đi câu. Nếu mà mình không có bằng á, mà mình đi câu á, là mình bị phạt á. Trước khi mà mình cho cái chiếc thuyền mà nó chạy xuống dưới sông á, thì mình phải vô một cái trạm này, giống như là người của chính phủ á, họ sẽ kiểm tra cái chiếc thuyền của mình để xem thử là ở trong cái chiếc thuyền của mình nó có bám rong rêu hay là những cái con sinh vật gì đó, như là những cái cây ký sinh ở trên cái thuyền á, hay là cái con gì đó, con hào hay con hầu gì đó nó bám ở dưới thuyền á, thì họ sẽ kiểm tra và họ xử lý nó để họ bảo vệ cái môi trường ở dưới biển, ở dưới biển, ở dưới sông rồi đó. Tại vì cái chiếc thuyền thì họ chạy ở nơi này và nơi kia, có khi họ mang những cái sinh vật nó không có phù hợp, rồi nó lại lây lan, nó phát tán tùm lum á mọi người. Mình vô cho họ kiểm tra xong thì mình đi thôi. Đi thêm một đoạn nữa thì mình chọn cái khu vực này để mình cho cái chiếc thuyền nó xuống để mình đi câu. Thì mọi người có thể thấy dọc cái bờ sông này nè, họ làm mấy cái lều á, cho người ta có thể vô đó người ta ăn uống đồ dã ngoại đồ ở đó đó. Rồi họ xây bằng những cái bê tông hoặc là nhựa, mà đa phần là nhựa thôi, đường nhựa đó, để cho những cái chiếc xe trích này nè, nó có thể chạy xuống để kéo chiếc thuyền lên, và nó có thể chạy để đưa cái chiếc thuyền xuống ở dưới đó. Ở Mỹ họ chịu chơi lắm, dọc theo các cái con sông á thì họ đều làm như vậy hết trơn á. Họ cứ làm cho người ta xuống, người ta đi câu đi chơi, rồi họ làm cho người ta xuống ăn uống đồ, để bàn ghế đồ sẵn hết trơn á, chịu chơi lắm. Cứ chạy một đoạn thôi là sẽ thấy những cái chỗ như thế này, họ bố trí dày đặc hết theo những cái con sông luôn. Họ sẽ tu sửa hàng năm á, họ bảo dưỡng làm cho nó lúc nào cũng đẹp đẽ hết trơn á. Lối này thì họ để cho mấy cái người họ đi ở trên cano á, trên thuyền á, họ bước xuống trên này rồi họ đi vào bên trong. Này nó như là cái cầu cảng ở Việt Nam mình đó, mà chi phí để mà xây dựng cái này mà xây theo cái hệ thống dày đặc á thì kinh phí nó sẽ rất là lớn nha.
ở khắp nước Mỹ mà những cái chỗ mà để cho người ta xuống người ta đi câu giống vậy đó thì đếm không có nổi đâu, nhiều lắm. Hầu như khu vực nào có sông là đều làm cái này hết trơn à. Ở đây lúc này nhiệt độ nó cũng hơi nóng, cho nên là rêu tảo rồi á, nó đang phát triển rất là mạnh mẽ. Ở cái môi trường nước này thì nó rất phù hợp cho cái con cá nó ở dưới này á. Ở dưới đây nhiều tôm hùm đất lắm, cái con câu fish đó mọi người, mấy cái con cá nó sẽ đớp luôn cái con tôm hùm đất á, con câu fish á, cho nên nó ăn luôn mấy cái con đó, nên là cá ở dưới này nó mập lắm. Hàng ngàn năm về trước á, cái mực nước ở dưới cái sông này á, là nó phủ lên trên cái ngọn núi này luôn á. Rồi dần dần theo cái sự kiến tạo của vỏ trái đất á, thì nước sông bắt đầu nó rút ra. Bây giờ thì nó chỉ còn là những cái con sông như thế này thôi. Nhưng mà nó vẫn còn khắc ghi những cái dấu ở trên những cái ngọn núi này là ngày xưa nước đã từng ở trên cái khu vực đó. Và sóng nó vỗ và nó khắc vào trong đá. Dần dần mọi người có thể nhìn thấy trên những cái ngọn núi này nè, là những cái vạch nước mà ngày xưa nó đã từng ở trên cái khu vực đó đó. Bây giờ thì chỉ còn là nhiêu đây thôi, sông. Rồi, như vậy là chiếc xe đã cho chiếc thuyền xuống rồi. Bây giờ tháo ra thôi. Ở Mỹ thì họ đi đâu họ chở cái con chó đi theo à. Con chó nó thích đi theo chủ lắm. Xe hơi thì họ cũng cứ mở cửa là nó phóng lên. Bây giờ đi tàu nó cũng đi theo, đi đâu nó cũng đi theo hết trơn. Ở Mỹ con chó nó quý lắm. Không có được ăn thịt chó nữa. Sẽ nổ động cơ lên. Rồi bắt đầu thả cái nút kia ra. Xuống này là bắt đầu chiếc thuyền nó sẽ nổi lên. Nó nổi lên thì nó sẽ tự tháo ra thôi. Rồi sẽ chạy lên trên bờ để chiếc xe của mình ở trên đó. Rồi bắt đầu mình sẽ lái cái này đi khoảng nửa tiếng hay là tiếng gì đó. Rồi bắt đầu mình câu thôi. Việc còn lại bây giờ là dê chiếc thuyền ra và chúng ta đi thôi. Sau một hồi di chuyển thì bây giờ chọn cái vị trí này để đứng ở trên này câu. Thì cái mồi câu sẽ sử dụng là cái con cá giả. Ở đây người Mỹ họ rất là thích câu cái loại mồi của con cá giả này. Nó rất là tiện. Một hộp cá giả này mình mua khoảng chừng là mấy chục đồng à. Nó khoảng tiền Việt Nam thì chắc khoảng 1-2 triệu gì đó thôi à. Nhưng mà nó sử dụng rất là lâu. Tại nó đâu có hư đâu, nó đồ nhựa mà. Cái kênh của em hay nói tiền đô rồi hay nói ra tiền Việt á, là bởi vì cái kênh mình nói bằng tiếng Việt thì có rất là nhiều cô chú anh chị ở Việt Nam xem. Em thì nhiều người họ không có biết cái tiền đô là đổi ra tiền Việt Nam là bao nhiêu á. Nên là mình phải nói cho họ nghe để họ biết thêm một chút cái thông tin vậy đó mọi người. Nên là cái cô chú nào ở đây thì cũng thông cảm nha. Đến đây thì mình thả cho cái thuyền của mình nó trôi luôn.
Nhưng mà phía trước có cái hình mũi bằng chân đó mọi người. Hình cái bằng chân đó, đó là mình đạp lên trên đó mình có thể di chuyển sang trái, sang phải. Cái đó giống như là nó một cái bánh lái ở phía trước đó mọi người. Cái cục lái đó. Thì mình có thể đạp trên đó để mình di chuyển cho chiếc thuyền của mình nó cố định ở cái nơi nào mà mình muốn. Dính một con. Nó ăn ngay cái mang ha. Nó không có ăn vô bánh này. Nhỏ quá thì thả xuống lại, không có bắt. There we go. Smallmouth bass. Yeah. Okay, we're gonna fill up the live well. Con này lớn thì sẽ lấy. Để sẽ thả vào trong cái thùng này để rộng. Thùng này nó nằm ở trên thuyền luôn. Cái thuyền này họ thiết kế để cho mình rộng cá. Thùng này nó sẽ tự bơm nước vô. Nó bơm nước vô nó rộng con cá sẽ sống. Cá nhỏ thì sẽ thả, cá lớn thì mình sẽ lấy. Cái loại cá này thì người ta không có giới hạn cái số lượng mà mình bắt, với cả là cái kích thước. Mình muốn bắt bao nhiêu thì mình bắt. Còn nhỏ hay lớn gì đó thì mình muốn lấy thì mình lấy thôi. Tuy nhiên là mình chỉ muốn lấy cái con lớn thôi. Con nhỏ thì sẽ thả nó về lại với tự nhiên. Khi nào nó lớn thì mình lại đến mình câu thôi. Thằng cháu nó nhỏ, con nít mà. Cho nên là nó câu không có cần phải bằng gì hết. Chính phủ họ tạo điều kiện cho mấy đứa nhỏ nó đi câu giải trí á. Nhỏ quá thả. You make a call. Con này nhỏ à. Con này nó hơi nhỏ, sẽ thả nó về lại với tự nhiên. Cái loại cá này thì nó không có bị giới hạn về cái kích thước của nó. Nhưng mà nó nhỏ quá thì mình thả thôi. 12 giờ trưa mà người Mỹ họ không có sợ nắng hả? Họ mặc đùi áo ngắn tay. 12 giờ trưa mà nắng cực đại hơn. Nắng gắt nhất trong ngày. Họ thích cái ánh nắng. Mình không có câu một chỗ mà sẽ câu nhiều chỗ. Có cái động cơ phía trước đầu sẽ di chuyển mình đi từ từ xuống, câu dài xuống dưới. Nhiệt độ lúc này nó nắng khoảng chừng là 100+ độ F á, nó nắng ngu người luôn á mọi người ơi. Dính con cá nhỏ quá. Cá này nhỏ quá thì sẽ thả. Qua thì đâu có ăn gì đâu, lớn rồi ha. Đây là cái trái raspberry. Nó chín đen chín đỏ mà không có ai ăn hết trơn. Trái này ở Việt Nam, ở trên Đà Lạt trồng nhiều lắm. Ở Việt Nam mình gọi nó là phúc bùng tử đó. Ở đây nó chín đen chín đỏ nhiều lắm. Trải dài hết cái khúc sông này luôn á. Con chó nó thấy mình xuống nó cũng đi theo xuống. Bây giờ kêu nó lên là nó lên. Come on, buddy. Come on. Come on. Wow. Mấy cái bụi raspberry kìa, nó chảy dọc theo bờ sông này, nó bụi rất là nhiều. Nó nằm dài lên trên, kéo dài lên trên núi luôn. Đó, mấy cái bụi mà chằng chịt mà mọi người thấy phía trước đó là nó đó. Cái con sông này dài lắm mà nó nhiều nha. Trái nó chín đỏ hết luôn á, nhưng mà camera mình nhìn ở xa thì không có thấy đâu. Ở phía trước nguyên cái bụi lớn dã man chưa? Nó kéo dài lên trên sườn núi luôn á. Ở cái khu vực này cứ 10 nhà là 8 nhà họ có thuyền rồi. Họ thường ra đây lắm, nhưng mà họ không có hái đâu. Bây giờ mà mình có hái thì mình cũng không biết là để làm cái gì nữa. Đà Lạt ở Việt Nam mình á, bán cái rượu này rất là nhiều, mà uống cũng ngon nha. Ở đây mà hái thì chỉ có kéo nguyên chiếc container ra chở về thôi, chứ không làm sao để mà chở về hết. Nó nhiều vô cùng, tận cái sông này dài nữa.
Big one. Yeah, that's nice. Oh. Dip for you. Con này nhỏ. Nhỏ thì sẽ thả để bảo tồn. Lớn lên rồi mới ăn. Come on, man. Nick nó rồi. Keep that. Yeah, he wanna keep it. Okay. Okay. Thả vô. Xong hồi coi câu anh đã mệt mỏi rồi, anh ngồi. The more money you go, huh? Bây giờ thì sẽ tiếp tục di chuyển qua cái địa điểm mới. Ok, thank you. See ya. Yeah. Có rất nhiều đồ ăn. Khô bò, rồi cá hồi, sông khối, rồi cánh gà, rồi bia, nước ngọt, nước suối chứ. Mồi nhâm, đồ chua, snack, trái cây. Quá chừng chừng. Vừa đi câu vừa nhậu luôn, lai rai. Câu giả ngoại giải trí hả? Này đi uống bia cho đi câu. Đi câu chỉ là cái cớ thôi ba. Nhà vợ nó cho uống bia, còn ngoài nó uống bia. Cái nhà vợ làm căng. Đây mực nước biển ngày xưa nó đã từng lên trên đó. Sông. À, sông. Lên trên đó luôn. Bây giờ nó còn kiến tạo của thời gian ha. Ngày xưa dưới này là cái lòng sông ha. Bây giờ nó thành cái lưng sườn núi. Nước ngày xưa nó lên những cái khu vực này. Là mấy chai. Ok. Tháng đây đâu kìa. Nó giống như cá rô bên mình á. Không có phải là ở dưới sông này nó chỉ có cái loại cá này không đâu. Sông này nó có rất là nhiều cá. Nhưng mà mình mang theo cái mồi để câu cái con cá này. Nên là nó chỉ dính cái loại này thôi. Wow. Yeah. Yeah. Good. Yeah, come on. Into the pot. Throw them in there. Throw them in. Lại tiếp tục dính. Oh. Look out, okay. Thanks. See right there. You know how to get it out on this head? I think I'm just gonna. Huh? I think so. Okay, go do it. You're a fisherman. All right. Dang it, one. Take it easy. So bass, if you hold them on the belly, that freezes them. And the other thing, if you put your finger underneath their lip, underneath their tongue, yeah. It won't move. See how it is? Because it's your first bath. Yeah, my first bath. There you go, right underneath there. There you go. Yeah. Pinch. Take a yeah, no, he won't move. Hold up. Hold up like this. Okay. Yeah. Yeah. Like yeah. Stay right there. Good. Atta boy. Ở Mỹ người ta nuôi bò rồi người ta thả trên núi nó đi lòng nhông. Nó muốn đi đâu đi, nó muốn ăn bao nhiêu nó ăn, rồi nó muốn ngủ đâu nó ngủ. Có khi người ta thả có mấy con mà bây giờ nó thành nguyên bầy luôn, người ta cũng không biết luôn chứ nói. Bò cái họ thả ở đó. Lâu lâu cái họ lên họ bắt một con về làm tiệc nướng BBQ, ăn gia đình tụ họp gì đó. Thỉnh thoảng là lên chứ họ cũng chẳng biết nó bao nhiêu con đâu. Thằng cháu ở nhà nãy giờ nó câu dính mấy con rồi đó. Cá ở dưới đây nhiều thiệt. Bên kia anh nít cũng dính liên tục kìa. Đây, câu nãy giờ được khá nhiều rồi. Yeah. Ở đây một bên là nước xanh biên biếc, một bên là những cái thác đá rất là cao, những cái gành đá. Nó giống như là tuyệt tình cốc ở trong mấy cái bộ phim kiếm hiệp.
phong cảnh rất là hữu tình, cứ ra đây ngồi câu thì bao nhiêu buồn phiền nó cũng sẽ tan biến hết. Wow. They want me. Yeah. Let's see. Good one, dude. Oh, nice one. Yeah. Oh, hang. Nice. Nice one, see? Wow, lớn. Oh, yeah. Ủa, cái màu con cá này đẹp quá hả? Working on it, hang. You get it. Slowly, slowly. Okay. Biggest one of the day, isn't it? Yeah. The roll. See, oh. Right there. Nick got it, see? Oh, that's a good fish. Right there. Oh, yeah. Yeah. See? They weigh out here. So you can throw them over there and work all the way to the boat. There it is. Yeah. Very good. Hang they out here, okay? Hang. Just don't keep up. Con cá giả hả? That's like a baby salmon. Yeah. Keep working it. Đây là một chiếc tàu du lịch. American Song. Khách có thể mua vé để đi trên sông du lịch thám hiểm vòng vòng sông nước. Chiếc tàu này nó có khoảng 4 tầng, 3 tầng nổi, 1 tầng chìm ở dưới, một trệt 3 lầu này. Control our way over there. Okay. Keep tangs. Tangs rod. Tank, get rod. Your rod out. Tank. We told him. How we do it before? Throw all the way out. Could your family get five people? You may get five fish. That's three. Yeah, three. Well, two more. Ow! God damn it! Yes! Poke me in the back of the hand! Little bastard. Oh, I lost it. Oh, now here, Nick. I need some pliers. Come in there and go slow all the way. Sau một thời gian câu, chỉ lấy đủ ăn thôi. Bây giờ thì đi về. Ở bên này thì thật sự là không bao giờ mà bị đói được ha. Bởi vì
Nếu như mà lỡ mà làm không có tiền á, thì chỉ cần ra đây câu một chút thôi là cá về ăn không có hết luôn. Không có cần phải đem tàu hay thuyền gì ra ngoài đó câu mới dính đâu. Mình chỉ cần đứng ở trong bờ mình câu cũng dính nữa. Tại vì thường mình đi thuyền cho nó vui thôi à, kiểu đi giải trí mà. Chứ còn thật ra thì nếu mà mình đứng ở trong bờ á, mình quăng câu ra là mình câu được thôi. Chứ mình đi thuyền ra ngoài sông rồi mình cũng đi gần gần vô bờ câu không à, chứ không có câu ở giữa sông đâu. Tại mấy cái loại cá này nó nằm ở gần bờ á. Rồi đến mùa đi săn nai á, thì bắn chừng một con thôi. Về là ăn cả năm mà không hết luôn. Tại đâu có ăn bao nhiêu đâu. Ở bên này cái gì thiếu chứ đồ ăn là nó không thiếu rồi đó. Hồi nãy mình uống bia là có mấy cái lon bia là để ở trong cái khoang của chiếc thuyền. Xong sau đó bây giờ mình bỏ vô bịch, xong mình sẽ để trong cái thọt rác. Thọt rác này họ để sẵn ở ngay cái bờ sông. Rồi, mình mang tới đây mình bỏ vô rác vô đây. Chứ không có xả rác, ở Mỹ họ văn minh lắm. Họ không có dùng rác họ xả xuống cái dòng sông đâu. Rồi, mình đậy nắp lại, đi về thôi. Trên đường về thì có đi ngang qua công ty của anh Nick. Công ty này họ sử dụng gỗ để họ xây ra họ làm giấy đó mọi người. Gỗ chất đầy hết bên đường nè. Cái công ty này rất là lớn. Mình nhìn vào camera thì mình chỉ thấy ở bên ngoài thôi. Ở bên trong thì nó rất là rộng. Rộng lắm á. Anh Nick thì anh làm sếp ở trong cái xưởng này. Sếp lớn á. Nhưng mà hôm nay là cuối tuần cho nên là anh rảnh rỗi mà. Anh dắt đi câu. Hôm nào có dịp sẽ vào công ty của ảnh để mình review cái công ty cho mọi người xem, cho nó biết thêm về những cái xưởng ở Mỹ. Hiện tại bây giờ thì đã về đến nhà của anh Nick. Đây là khung cảnh ở phía sau nhà. Nhà anh Nick thì ở trên núi. Mà ở Mỹ á, cái khu vực nhà ở trên núi thì nó rất là mắc tiền. Ở Việt Nam mình thì những cái khu vực ở miền núi á, thì nó rất là rẻ tiền. Bởi vì cái cơ sở hạ tầng đó, cái đường đi lên đó nó cũng khó khăn. Cho nên là thường những cái khu vực đất ở trên núi thì nó sẽ rẻ. Ở bên này thì cơ sở hạ tầng nó rất là phát triển. Bởi vì chính phủ họ sẽ làm đường vào đến tận cửa luôn. Đó, mọi người nhìn phía trước nè. Đường nhựa là chính phủ đổ rồi tới nhà luôn á. Đây là cái lò nướng BBQ. Ở bên này thì nhà nào cũng có một cái giống vậy. Cuối tuần thì sẽ họp mặt gia đình. Nướng, ăn uống cùng với nhau. Tại vì thường là cái chủ nhật là cái ngày nghỉ. Thì ở nhà quay quần ăn uống thôi. Nước sẽ được bơm từ ngoài sông vô trong thuyền. Rồi rộng cá ở trong đó. Bây giờ thì mình sẽ xả ra. Đây là cái thành quả đi câu của ngày hôm nay. Được khoảng chừng là 20 mấy con đó. Anh Nick thì ảnh không có lấy đâu. Đi câu giải trí cho vui thôi à. Ảnh cho mang cái này về để chiên ăn. Chứ ảnh thì ảnh không lấy con nào đâu. Đây là một chiếc xe nữa của anh Nick. Ở bên Mỹ thì một người sở hữu đến 2-3 chiếc xe. Thậm chí là nhiều hơn nữa. Xe ở bên này thì giá nó cũng rẻ. Tương đối rẻ hơn Việt Nam. Chiếc xe này nó khoảng chừng 30 mấy ngàn. Giấy tờ nữa thì nó rơi tầm khoảng 40 ngàn, hơn 40 ngàn. Tính ra tiền Việt Nam thì nó khoảng 1 tỷ, hơn 1 tỷ. Nhưng mà về đến thị trường Việt Nam thì nó rơi tầm khoảng 2-3 tỷ. Với lương của kỹ sư bác sĩ thì khoảng chừng là 1 tháng. Hơn 1 tháng thì có thể mua được một chiếc như thế này. Những ai mà không có điều kiện để trả tiền liền á, thì có thể mua trả góp. Trả góp ở bên này có thể trả 20-30 năm sau luôn. À, với một cái lãi suất rất là thấp. Khoảng chừng là mấy phần trăm trên một năm thôi, chứ không có nhiều. Chiếc xe mô tô này bên này đang bán khoảng 6.000 đô, rẻ bèo luôn. Khoảng là 140 mấy triệu tiền Việt Nam á. Mà chiếc này về Việt Nam chắc gấp 2, gấp 3 lần á. Làm khoảng chưa được nửa tháng là mua rồi. Nha. Yeah. Anh Nick chỉ đi câu thôi chứ anh không có ăn đâu. Anh câu về rồi anh cho hết rồi. Thank you, Nick. Yep, thank you, James. Thanks for fishing with me. Thank yeah, you. Thank yeah, you. Yeah. This one. Great. Next time. Yeah. Next time you catch some fish. Do you have a gun? Sau khi cá về nhà,
Cá về nhà thì tranh thủ làm liền cho nó tươi nó ngon, chứ để lâu thì nó không có ngon đâu. Một nửa thì dùng để nấu cháo, một nửa thì phi lê ra, chiên xả ớt. Cái thịt của loại cá này ăn rất là ngon nha. Cái người Mỹ họ cũng rất là thích ăn cái loại cá này, thịt nó ngon lắm. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Mọi người nhớ đăng ký kênh để mình có thể sẽ gặp lại những video sau. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn.